Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuỗi video về cuộc sống. Thì mấy bữa nay chúng ta đều là căm phẫn cũng như là đau lòng trước sự việc là cái đứa bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành. Thì các bạn nhìn, cô bé rất là dễ thương, xinh xắn, thông minh. Thế nhưng mà cuộc đời không may mắn để cho bé phải chịu cái cảnh bị đánh đập. Đánh đến mức mà như thế này. Và đánh đến tử vong, đánh đến chết. Và không phải đánh một ngày, mà đánh nhiều ngày. Thế thì đứa bé mà vừa bị đau đớn về thể xác, vừa bị tra tấn về tinh thần, sống không bằng chết. Và cái hoàn cảnh của đứa bé là gì? Đây là cha nó, một người đàn ông rất là tài giỏi, giám đốc marketing cho những công ty lớn, đã nhận những dự án mà loại lớn. Đây, Thái Nguyễn. Thì ngày hôm nay là cũng đã có tin là anh này đã bị thôi việc. Công ty là sa thải mà không cần lý do. Và đáng lẽ ra rằng là với một cái người mà từng đi nước ngoài du học, là con trai của phó giám đốc bệnh viện Trưng Vương, gia đình cũng gọi là có vai vế trong xã hội, có. Thế thì sau khi mà lấy vợ, một người vợ mà cũng là xinh xắn, hiền thục, và có một đứa con trai và một đứa con gái, đáng lẽ ra là một cái gia đình đã gọi là hoàn hảo. Anh này rất là cao to, học giỏi, kiếm ra tiền, con cái đã có một nếp một tẻ. Vậy mà xui rủi sao? Bỏ vợ, đi cặp với lại một cô tiểu tam. Cô ta ăn mặc như thế này. Đây là dung nhan của bà mẹ ghẻ mà đánh đứa bé đến tử vong đây. Tại sao mà vì cái điều gì mà người cha này lại có thể hành xử như thế, đập nát gia đình của mình? Cho nên khi mà tôi biết được vụ việc, tôi phải có một cái thời gian để mà tôi tìm câu trả lời cho những cái khúc tất. Tại vì sau khi mà ly dị, đối với lại là cái điều kiện của anh này, anh hoàn toàn có thể là anh đưa cả hai đứa con cho vợ chăm sóc, để anh có thời gian anh muốn bên mà vợ bé bù nhí gì đó chuyện của anh. Tại vì với cái điều kiện kinh tế của anh thì anh hoàn toàn đủ sức để mà chu cấp cho hai đứa bé, và vợ không cần mà phải đi làm, ở nhà chăm con cho anh thôi. Anh gửi khoảng chừng mỗi tháng là 20 triệu. Còn nếu anh sang hơn thì 30 triệu, 40 triệu. Bảo đảm rằng là cái số tiền này là trong cái khả năng tài chính của anh cho phép. Thế thì tại sao mà nếu anh không có chăm được con, thì tại sao anh không trả lại cho mẹ nó? Lấy lý do rằng là mẹ nó là bị thần kinh. Nhưng mà cái thần kinh là từ đâu ra? Từ cái cô mà vợ hờ. Cái tâm lý người phụ nữ mà khi mà bị phát hiện chồng mình là ngoại tình, rồi sau đó rằng là cái kẻ thứ ba lại lộng hành đến mức mà tấn công cái người vợ chính thức, và người chồng là lại là chấp nhận ly dị. Thì thấy rõ một điều, chính anh và cái cô mà bồ nhí này đã đẩy cái người vợ vào cái cảnh mà
ha, suy sụp. Nhưng mà suy sụp gì chăng nữa thì người vợ vẫn còn có gia đình bên cạnh. Cho nên rằng là anh hoàn toàn là anh có thể đưa, yên tâm đưa hai đứa bé cho cô ta nuôi. Tại sao anh lại dành? Cái đó là cái thắc mắc đầu tiên mà tôi suy nghĩ. Thắc mắc thứ hai, đứa bé đã 8 tuổi, gia đình lại có điều kiện mà nó không thể nào mà liên hệ để mà cầu cứu. Nó bị bạo hành đâu phải một ngày, hàng tháng trời. Vậy thì tại sao mà một đứa bé mà tới tuổi này, nói thẳng ra là nó gần bằng tuổi con tôi, cháu tôi nó cũng lớp cũng 8 tuổi, mà bây giờ nó xài điện thoại ha, rất là sành điệu, chụp hình này kia rồi biết chat Zalo, Facebook đủ hết. Vậy thì tôi thắc mắc là tại sao mà nó không có một cái phương tiện nào để gửi đi cái lời kêu cứu cho mẹ nó, hay là thậm chí cho hàng xóm. Rồi những người hàng xóm có nói rằng là có nghe cái tiếng la hét đánh đập và đã báo cho ban quản lý tòa nhà, nhưng mà họ cũng không can thiệp được, tại vì đó là cái chuyện riêng gia đình. Và cô ta nói rằng là cô ta dạy con. Cho nên mới thấy là một điều, nhiều khi có chuyện xảy ra thì chúng ta mới giật mình, chúng ta mới thấy rằng là lúc đó mình quyết liệt không đủ. Tại vì mình cũng nghĩ đó là chuyện mà bình thường. Nó cũng có lỗi của chúng ta trong đó. Nhưng mà có những chuyện mà tôi biết rằng chúng ta không thể nào mà bao quát hết được. Thế thì đứa bé hoàn toàn là bị giam cầm, bị cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, mà sống trong một cái tòa nhà chung cư. Không lẽ rằng là nó không có một cái lúc nào đó nó có thể chạy ra ngoài ha, kêu hàng xóm cứu? Thì cái này tôi có nói chuyện với lại bạn, thì bạn tôi cũng từng sống ở chung cư, nó nói nhiều khi sống ở chung cư coi vậy chứ hàng xóm không có quan tâm đến nhau. Vậy rằng là mình mua một cái căn hộ ở trong đó, rồi mình lại không có qua mà chào hỏi hàng xóm. Mình về là mình đã ru rú ra trong nhà. Vậy hóa ra là cuộc sống chung cư nó còn thua là những căn nhà mà trong hẻm, trong xóm. Đó là cái câu hỏi mà thắc mắc thứ hai. Còn đối với lại cái thứ ba, đó là về cái tâm lý của cái người mà vợ hờ này. Cô này còn trẻ, đã từng là đóng MV cho một ca sĩ. Nói đúng ra thì tôi có đọc một cái bài viết gần đây nói về cái tâm lý của cái người mà thứ ba, tâm lý của dì ghẻ, thì người ta gọi đó là hội chứng Cinderella. Thì cái hội chứng này là gì? Lý giải mà tâm lý những người mà mẹ kế thường là độc ác, đó là do mà khi mà giành giật mà chồng của người khác thì chắc chắn là bị nhà chồng cũng như rằng là những người xung quanh chửi. Chửi là thứ giật chồng thế này thế nọ. Thì đó là những cái mà cô ta đã chất chứa trong lòng. Rồi sau đó là ganh tị với lại cái người vợ trước. Cho nên rằng là cô ta tống hết toàn bộ đồ đạc của người vợ ra ngoài. Thậm chí cả cái bà mà giúp việc làm cho gia đình này đã 8 năm, cô cũng đuổi. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là người mẹ quá nhớ con gái là lén đi gặp con. Sau đó rằng là cái cô Trang này cô phát hiện và cô đuổi cái bà bảo mẫu đó. Rồi sau đó rằng là người chồng giao cho cái tên cô mẹ kế này là dạy dỗ đứa con gái của mình. Và cho phép hay là thông đồng hay là quá nhu nhược hay là bị bỏ bùa gì đó không biết, mà để cho con mình bị đánh đập mà không can thiệp. Đó. Thì thậm chí rằng là ngày mất là ngày 22 tháng 12,
Nhưng mà 11 tây tháng 12 là đứa bé đã được đưa đến bệnh viện để khâu cái vết thương ở trên thái dương bị đánh vào đầu, và chính người cha là chở ha lên bệnh viện để khâu. Vậy thì biết con mình bị đánh nhưng mà lại không can thiệp thì cái điều này tôi lại thấy thắc mắc nữa. Tại vì khi mà một cái người mà đã gọi là đúng ra còn gọi là có học thức, thật sự ra là có học thức, có giáo dục, thì cái phân biệt đúng sai của họ là gọi là tốt hơn so với nhiều người. Đó, mới nói về cái mảng mà lý trí thôi nha, là đã biết phân biệt tốt hơn nhiều người. Huống chi là đây là con ruột của mình. Tôi nói nhiều khi á, trong cái chuyện tình cảm, đồng ý rằng là mình có thể thay lòng, mình có thể rằng là phai đi cái tình cảm với lại vợ mình, nhưng mà cái sự gắn bó với con là mình không dứt được. Rất nhiều trường hợp là cha mẹ quay lại là nhờ cái sự kết nối bởi đứa con. Vậy thì cái máu mủ, cái sự gắn bó nó sẽ tạo thành cái sự bảo vệ của cha của mẹ. Thì cái câu hỏi thứ ba là tại sao người cha lại không bảo vệ đứa con của mình? Cho nên ba cái điểm mà khuất tất lớn ở trong cái vấn đề này tôi chưa lý giải được. Thì hiện giờ tôi vẫn đang chờ đợi là cái thông tin từ phiên tòa xét xử, tại vì cả mẹ và bác của cô bé này đã nhờ tới một trong những luật sư mà hàng đầu hiện nay của chúng ta, đó là luật sư Lê Ngọc Luân. Thì trên trang cá nhân của Lê Ngọc Luân là luật sư cũng xác nhận là đã tiếp nhận vụ án này, và luật sư cũng rất là phải nói rằng là thể hiện cái sự mà phẫn uất, cho nên rằng là ông đã cương quyết là sẽ đem hết toàn bộ là hung thủ ra trước pháp luật. Ông chỉ nói một câu là ông không bỏ lọt tội phạm. Cho nên chúng ta cũng chờ đợi coi rằng là luật sư Lê Ngọc Luân sẽ cho chúng ta thấy được là cái chính nghĩa, cái công lý như thế nào. Và nếu bạn nào chưa biết luật sư Lê Ngọc Luân thì ông chính là người nhận cái vụ kiện mà cái đứa bé, mà bé gái 4 tuổi bị cái lão già cán bộ khu trí là dâm ô, và sau đó rằng là dùng cái quyền lực đảng viên của mình, mối quan hệ của mình để mà lấp liếm vụ án. Và chính luật sư Lê Ngọc Luân cũng đã tiếp nhận cái vụ đó và cương quyết là kiện tới cùng. Thì rất là nhiều vụ, và gần đây là có một vụ là để bao che cho một cái nhóm thiếu niên bị án sai đó, xét xử mà có dấu hiệu bức cung, mớm cung, và thậm chí sai phạm từ cơ quan điều tra cho đến viện kiểm sát và đến cả chánh án. Và Lê Ngọc Luân đã làm một cái bộ hồ sơ dài tới hàng mấy chục trang để kiện cả từ chánh án trở xuống. Là các quý vị biết rằng là vị luật sư này, ông không có sợ cường quyền, ông không có sợ rằng là cái quan hệ của cái bị cáo là tới đâu. Ông chỉ cần biết rằng là nó là sáng hay tối, là đúng hay sai. Cho nên rằng là tôi cũng đặt lòng tin rất lớn vào cái vụ án này rơi vào tay của luật sư Lê Ngọc Luân. Nhưng mà nếu mà lý giải theo cái tâm lý nha, lẫn là theo Phật giáo, thì cái câu chuyện này nó làm cho tôi nhớ đến một cái bộ phim mà tôi coi của Lưu Đức Hòa. Thì trong phim này là Lưu Đức Hòa là một cái người mà người sư, trong một lần mà ông thấy một cái chú chim chết, thế là sau đó giống như nó là một cái cú sốc gì đó mà khiến cho ông rằng ngồi dưới gốc cây và thiền giống như rằng là Phật tổ. Thì sau đó ông đã đạt tới một cái cảnh giới là ông có thể thấy được cái luân hồi. Thì cái bộ phim này lý giải sau khi nhận ra luân hồi,
ông quyết định rằng là không xuất gia nữa. Thì khi mà làm người phàm thì lúc này là gặp được cái cô gái này nè. Thì cô gái này lúc này ông này ông nhìn được là cô này có một cái tiền kiếp, và cô này có một cái coi như là một cái thảm họa mà anh này muốn giúp đó, một cái họa mà sát thân, thì anh này mới đi theo để anh giúp. Thì mở đầu cái bộ phim là một cái cảnh mà hai cái người mà Ấn Độ, thì cái ông Ấn Độ này tới nhà để giao đồ ăn cho một cái ông khác. Thì khi mà hai người vừa mới chạm mặt nhau, tức là hoàn toàn không quen biết nhau, mà vừa mới mở cửa ra và chạm mặt nhau là lập tức bay vào nhau, đánh nhau, đánh đấm túi bụi. Đó, đánh nhau túi bụi. Đó. Đuổi giết nhau. Thì sau khi mà đánh chết cái người mà khách hàng của mình, thì cái tên Ấn Độ này, cảnh sát lúc đó truy lùng, thì trên đường mà hắn bỏ chạy thì hắn có cướp súng của một cảnh sát. Và lúc mà bị vây ở dưới cái tàu điện ngầm là hắn ha, thì lúc này rằng là Lưu Đức Hòa mới trước đó Lưu Đức Hòa mới nói rằng là khi mà nhìn cái xác người thì cái hình ảnh của cái tiền kiếp á, nó hiện ra. Thì lúc này anh ông này mới thấy được rằng hai người này đã có ân oán từ nhiều kiếp, tức là hai người đều là dân luyện võ và là đấu thủ truyền kiếp của nhau và thi đấu với nhau, đánh với nhau suốt mấy bao nhiêu kiếp rồi. Thì cứ mà khi mà quyết đấu sinh tử thì cái người mà cái ông Ấn Độ này nè, ông chiến thắng, thì lúc mà ông đánh thắng, ông tha cho đối thủ của mình. Ông tha cho đối thủ của mình. Thì lúc mà ông quay đi thì tên đối thủ nó đâm lén, nó đâm lén ông chết. Và chính vì vậy mà cái mối hận này nó cứ là về mấy kiếp sau cứ gặp nhau là đánh. Và lúc này là ông phải đánh cho chết cái kẻ đã đâm lén mình. Đó. Ông không hiểu tại sao mà ông phải làm như vậy. Nhưng mà cái mối hận nó đã gieo vào cái kiếp để phải trả. Thì lúc mà ông bị đâm lén ngã xuống thì có một con bò ha, tức là nó rơi vào lòng bàn tay. Thì lúc mà ông nắm tay lại, ông làm rụng một cái chân của nó. Và đó là hình ảnh cuối cùng trước khi mà ông chết. Thì chính vì vậy mà khi mà nhìn được cái tiền kiếp của hai người thì Lưu Đức Hòa mới nói trong câu chuyện này sẽ có một người bảo vệ và che chở cho cái người đàn ông này. Hãy kiếm một người mà cục tay. Thì lúc đó cảnh sát đi hết các bệnh viện, gọi điện khắp nơi hỏi có một cái vụ án cục tay nào không. Các bệnh viện xác nhận không có. Thì khi mà bị vây bắt dưới lại cái tàu điện ngầm thì hóa ra rằng là cái người mà Ấn Độ này khi mà bị đánh trọng thương đã vào nhà của một cái người phụ nữ xin tá túc. Và người phụ nữ này đã chăm sóc, lo cho ông ta và giúp cho ông ta bỏ trốn. Đó chính là con cánh cam ngày xưa. Rồi tới khi mà bị vây dưới tàu điện ngầm thì ông này lúc đó chống trả cảnh sát. Thì trong lúc mà cướp súng thì ông lại làm nổ súng và bắn bay cánh tay của người phụ nữ. Thì lúc này Lưu Quốc Hòa mới nói đó, cái số phận của con cánh cam là bao nhiêu kiếp nó cũng sẽ bị mất một chân. Đó. Thì lúc này là người phụ nữ bị bắn bay một cái tay, trở thành một con cánh cam mà cục. Và người mà Ấn Độ thì bị cảnh sát bắn chết. Cho nên cái mối thù mà truyền kiếp này nó cứ lặp đi lặp lại. Vì ghét nhau, kiếp sau cũng lại kiếm nhau đánh nhau. Và cái người phụ nữ này lại cứ thế mà giúp cái người đàn ông để rồi sau đó là bị què. Và nó cứ lặp đi lặp lại. Cho nên oan oan tương báo tới đời nào kết thúc là như vậy. Ngày nào cái ân oán còn và cứ trả thù là cứ thế nó kéo dài từ kiếp này qua kiếp nọ. Lý do tôi kể câu chuyện này là bởi vì tại sao mà cái người mà vợ hờ, cái cô Trang này lại ghét cái người vợ chính thức đến mức như vậy? Và tại sao người chồng lại nhu nhược như vậy? Ba người này tôi nghĩ là cái tiền kiếp nó đã có cái liên quan đến nhau. Và có thể là kiếp trước cô Trang này đã bị là mất mát nhiều, cho nên cái nỗi hận nó quá lớn. Để rồi tới kiếp này
là cô ta trả. Đó, cô ta sẽ tước lại hết những gì mà người vợ có để khiến cho người vợ phải đau khổ. Cô ta biết người vợ rất nhớ con, cô ta cấm không cho gặp để cho người vợ phải đau khổ. Nè. Và cô ta biết người chồng là thương con chẳng hạn, nhưng mà cô ta làm cách nào đó mà anh ta trở nên là coi như rằng là mù quáng. Có những cái mà không lý giải theo cái lối tâm lý thông thường được, chỉ có lý giải theo cái là cái duyên nợ tiền kiếp thôi ha. Còn quay bây giờ quay về cái vấn đề này, thật sự ra qua câu chuyện này nó không phải chỉ rằng là chúng ta chấm dứt bạo hành, mà bạn tôi nói cái này thật sự đúng. Khi đi học, chỉ cần mà đứa bé có một cái vết thương ở trên người, nếu như ở bên Mỹ, chỉ cần đứa bé có một cái vết thương lạ ở trên người mà cô giáo phát hiện ra, nhưng mà cha mẹ lại không có cái lời giải thích mà hợp lý, là cô giáo gọi cho công an đến bắt. Đó, tức là không cần phải rằng là trực tiếp thấy cái cảnh mà bị đánh à, mà chỉ cần thấy vết thương và nghi ngờ là có quyền báo công an, và công an sẽ truy vấn coi vết thương đó thật sự là bị đánh hay bị té hay bị gì đó. Thì tôi nói rằng là cái luật chống bạo hành hay vân vân, hay là những cái số khẩn cấp, nó là một phần. Cái phần nữa rằng là cái ý thức của từng người khi mà mình thấy những cái dấu hiệu. Tôi nói thật một điều, suốt những năm mà đi dạy phổ thông, các bạn có thể kiếm lại trong cái album mà giáo dục, những cái video mà tôi làm. Thứ nhất là vấn nạn ma túy học đường. Tại vì cái này tôi kể câu chuyện thật, khi mà tôi bắt những cái vụ án mà đem ma túy vào, rồi chấn những cái vụ mà đánh nhau băng đảng ha. Rồi những cái trường hợp mà nam nữ đó ở tuổi học sinh, nhưng mà tụi nó lại quan hệ quá mức. Thì những cái video mà tôi làm về học đường là các bạn có thể kiếm được trong một giáo dục nha. Thì suốt cái thời gian đó tôi nói các bạn đây, có một lần mà họp hội đồng cha mẹ phụ huynh học sinh, thì lúc đó là có ban đại diện cha mẹ học sinh, cũng như rằng là ban giám hiệu và tất cả giáo viên chủ nhiệm. Thì trong cuộc họp ngày hôm đó có một người mà đứng lên phát biểu, chúng ta cần làm thế này, chúng ta cần làm thế kia. Phát biểu rất hùng hồn, chứng tỏ đây là một người mà quen học hành, quen là chứng tỏ. Về sau tôi mới biết được, ồ, hóa ra đây là ngài thứ trưởng. Một ngài thứ trưởng. Thì con của ông là một đứa con gái, con bé nó tên là Hoài Thương. Đặt cái tên nghe cũng như Thương Hoài luôn. Nó có ngoại hình là sáng sủa, cao ráo, và nhìn có vẻ có điều kiện. Nhưng mãi sau đó là tôi mới biết, qua các thầy cô mà nói lại, thì ra là đây là đứa con rơi của ông thứ trưởng, chứ không phải con ruột. Con rơi. Cho nên rằng là với cái quyền, coi như là cái địa vị, cũng như rằng là cái quyền lực, thì gia đình không cấm cản được. Cho nên rằng là ông vẫn nhận con, vẫn đi họp phụ huynh cho nó nếu có thể. Chắc là cũng thương đó, con của mình. Nhưng mà đứa con nó lại có biểu hiện bất cần. Nó có cái biểu hiện bất cần, dù rằng nó có cái ngoại hình trắng trẻo, đeo mắt kính. Tại vì cha nó không cho nó một cái gia đình đúng nghĩa. Nó dù gì cũng mãi mãi là mang tiếng là con rơi. Mẹ nó cũng không bao giờ được bước ra ánh sáng như là một cái người vợ đàng hoàng. Tâm lý nó bất ổn. Nó sống trong một cái gia đình mà nó không có giống như người bình thường. Nó bất ổn. Vậy thì rằng là ông có thể cho nó tiền,
Ông có thể cho nó cái quyền lực cái gì đó, nhưng ông không cho nó được một cái gia đình. Đó. Và tôi cũng có một số mà lần gặp một số vị thứ trưởng ha, thì được dịp gặp hai ông, thì tôi thấy hai ông đều là loại gì đâu không, nói thiệt. Cho nên rằng là nói chuyện đạo lý, nói chuyện giáo dục, nhưng bản thân mấy ông lại giáo dục con cháu của mình không được, và bản thân mấy ông lại không đủ cái tư cách để mà dạy nó. Cho nên làm sao nó nể ông? Nó nể ông tại vì bây giờ ông có tiền, có quyền và ông giữ. Chứ không phải nó nể ông là tại vì nó thương, nó yêu, nó quý. Nó kính trọng ông, nó khác. Thì các bạn thấy rằng một điều, cái cốt lõi của một gia đình giống như cái gia đình này. Người cha bỏ vợ để mà đi theo dì ghẻ. Nha. Rồi hai, đáng lẽ ra nó có một cái gia đình rất hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn nó có cha có mẹ. Nó không thiếu thốn điều gì. Bây giờ mẹ ở một nơi, em ở một nơi, bản thân nó ở một nơi, với một người cha mà không không hoàn toàn là lo cho nó, và một con quỷ trong nhà. Vậy thì các bạn có nhìn ra một điều, cái gia đình là cái nền tảng, cái mấu chốt. Thế thì lo chống bạo hành, chống này chống nọ, nhưng đầu tiên chống ly dị đã. Chống mà quen nhau rồi sau đó rằng là bỏ nhau cái một. Trẻ con quá. Một cái câu chuyện này tôi kể cho các bạn nghe. Một cái bài viết khá cảm động. Đây. Bé gái đi nhà trẻ tan học đã lâu, không có ai đến đón. Cô giáo mở cặp sách mắt đỏ hoe. Bố mẹ ly hôn đùng đẩy nhau. Câu chuyện như thế này. Tin Tin là một cô bé 3 tuổi vừa mới vào lớp mẫu giáo. Trước đây khi tan học, bố mẹ đã đợi sẵn ở cửa. Nhưng ngày hôm đó tan học đã lâu, tất cả bọn trẻ được về nhà. Chỉ có bố mẹ Tin Tin là không xuất hiện. Cô giáo ngồi đợi với Tin Tin, gọi điện cho bố mẹ nhưng cả hai đều không trả lời. Hộp thư thoại thì bảo rằng là mẹ đang đi công tác, còn bố sau đó là tắt máy. Thế là các cô giáo sau đó cũng ra về. Đó. Thì bọn trẻ sẽ ra phòng bảo vệ để chờ bố mẹ đến đón. Còn lúc này cô giáo Tin Tin cảm thấy bất an, cho nên rằng là cô gọi đồ ăn đến và hai cô trò ở lại ngồi chờ đến 8 giờ tối. Không thấy bóng dáng bố mẹ đâu, cô đành phải đưa trẻ về nhà mình. Đó. Cũng may là dịp này hai người trọ cùng phòng đang đi thực tập xa nên hai cô trò khá thoải mái. Tin Tin tuy mới 3 tuổi nhưng rất ngoan. Điều cô thấy làm lạ là tuy xa bố mẹ nhưng Tin Tin không hề khóc, cũng không nhắc đến bố mẹ. Điều mà cô giáo không ngờ là bố mẹ Tin Tin lại đột nhiên biến mất thế này. Trong 2 ngày tiếp theo, cô chăm sóc và đưa cô học trò tội nghiệp về nhà vì không ai đến đón. Tin Tin rất ngoan, không có ồn ào, nhưng mà lúc nào trong mắt cũng có một nỗi buồn. Đến ngày thứ ba, khi soạn đồ trong túi đựng quần áo của bé, thì lúc này cô tình cờ thấy một mẩu giấy, một lá thư mà mẹ Tin Tin đã viết và nói rằng hai vợ chồng đang ly hôn và tòa chưa quyết định. Tin Tin sẽ do ai nuôi dưỡng, cho nên cô không đón con được và nhờ cô giáo trông giúp cho đến khi nào có quyết định của tòa. Sau khi thấy lá thư, cô giáo cảm thấy rất khó chịu, cho nên cuối cùng cô quyết định gọi cảnh sát. Sau khi có cảnh sát can thiệp, bố mẹ bé gái cũng lộ diện, nhưng thái độ của họ khá hờ hững với đứa con gái duy nhất này. Cuối cùng Tin Tin đành về nhà với bố. Mặc dù thương xót học trò, nhưng cô cũng không thể can thiệp quá sâu. Rõ ràng đó là con gái ruột mà bố mẹ nói bỏ là bỏ, không thèm đến đón con, mặc định để cho cô giáo chăm. Ai biết chuyện cũng thương đứa trẻ, bởi vì
cha mẹ như vậy thì dù là ở với ai, Tin Tin cũng khó mà được yêu thương. Các bạn tưởng rằng câu chuyện này hư cấu à? Tôi thấy rồi. Có một lần là đứa học trò tôi bị tai nạn xe. Thì lúc mà tôi nhận được cuộc gọi, dù rằng là ngoài giờ làm việc, tôi vẫn tức tốc chạy lên phòng cấp cứu. Thì lúc đó là cái gót chân của nó bị bật ra. Cái gót mà nó bật ra, nó còn dính miếng da, nó lạc lè như cái nắp chai dầu gội đầu. Máu mủ nó xì ra. Mà lúc đó cha mẹ mà đang đứng bận cãi nhau, đổ trách nhiệm là tại sao lại để con ra như thế này. Bà mẹ thì lúc đó cũng đã cặp với một chàng trai trẻ, một anh phi công trẻ. Người cha thì thấy cảnh đó càng tức tối. À, cho nên rằng là lúc mà tôi tới, tôi nhìn thấy đứa bé người còn dính cát, dính bụi. Tôi lấy khăn tôi lau cho nó. Lúc đó ba mẹ vẫn còn đang đứng bận, đứng cãi nhau. Thì sau đó rằng là người cha mới gọi tôi ra một góc để tâm sự chuyện gia đình. Và trong lúc tâm sự thì ông vẫn không quên, ông vẫn chủ yếu ông trách vợ mình là tại sao là để cho con nó ra như vậy. Thì khi mà tôi nghe hai bên cứ tố qua tố lại, tôi thấy một điều, tội cho thằng bé. Còn cái thằng bạn nó chở nó để rồi là bị té cả hai thằng. Thì thằng bạn nó vết thương nhẹ hơn, nhưng mà cái mảng mà ngay cái bắp chân nó bị lột một cái miếng da rất là dài. Thằng này con nhà giàu thì nó biết nó gây ra lỗi với lại là bạn mình. À, hai thằng tập bốc đầu, chạy xe máy bốc đầu. À, thì té. Cái thằng ngồi sau xe nó cuốn vào, cái chân nó cuốn vào bánh xe, bật gót. Thằng trước té ra. Hôm sau nó cầm cọc tiền. Thật, cái câu chuyện này là thật nhé. Nhà nó rất giàu. À, nhà có tới, theo như mà tôi chưa qua, nhưng mà bạn bè nó từng qua đó, nhà tới là 3-4 mặt tiền. Giàu lắm. À, mua sẵn 2 chiếc xe hơi, một chiếc để cho ba mẹ đi làm, một chiếc là để dành cho đưa đón là hai chị em, nó có một chị. Nhưng mà nó không muốn đi xe hơi đi học, nó sợ nổi. Cho nên rằng là nó mua cái chiếc xe máy. Nó lén nó lấy mấy triệu bạc nó mua chiếc xe máy. Mà gia đình cũng chẳng cần biết nó lấy nó mua xe nó làm gì. Thế là sau đó bạn nó té, ngày hôm sau nó mang cọc tiền đến. Nó nói nó muốn phụ tiền viện phí. Thì lúc đó là mẹ cái đứa bị té, bị bật cóc chân á, mới không đồng ý. Nhưng mà nhìn xuống chân nó, thấy chân nó bị lột cái miếng da. Và lúc này do nó không rửa vết thương, cho nên nước vàng nó chảy, cũng không băng bó. Thì lúc đó bà mới dắt nó ra ngoài cho bác sĩ y tá người ta băng bó vết thương cho nó. Hoàn cảnh hai thằng. Thằng nhà giàu kia cũng vậy. Gia đình như ly dị, lâu quá tôi cũng không nhớ rõ, cũng là do ly dị. Cho nên rằng là ba mẹ bận việc, chẳng ai quan tâm. Nhưng mà nhà có tiền, cho nên nó có tiền nó đi chơi đi bời. Nó muốn giao du với ai đó giao du, không cần biết. Thì chính vì vậy mà tôi thấy một điều, chống bạo hành thì đầu tiên chống người lớn đã. Lấy nhau là phải vì nhau. Khi đã mình đã chấp nhận xây dựng một gia đình là mình phải vì nhau đã. Rồi mình có con có cái là mình phải vì con vì cái. Còn nếu mà mình đẻ con mà như là một cái món đồ chơi, na để ra mình thích thì mình giữ, mình ghét thì mình bỏ, thì thôi thà đừng có con. Một cái câu chuyện nữa tôi kể các bạn. Cái này là chuyện mà tôi viết theo cái dạng chuyện ngắn, cho nên nó có một số cái tôi đưa vào cho nó có cái chất văn.
dựa vào cái kinh nghiệm thì là của mình, nhưng mà cái chất văn thì bây giờ tôi đọc cho các bạn. Nỗi đau chỉ ai trải qua mới hiểu. Ngày xưa cách đây chắc cũng không lâu lắm, hai dì em đánh nhau một trận tưng bừng. Chị bảo: mày có biết đau không? Tôi trả lời: đánh sao biết à, mà đau. Tôi hết mặt. Rồi một ngày nọ mẹ bảo: sau này làm cha mẹ con sẽ hiểu. Lúc ấy tôi chỉ hiểu rằng cha mẹ đi làm kiếm tiền lo cho tôi cái ăn cái mặc, đói thì ăn, buồn thì đi chơi và đi học làm sao cho tốt là được. Lớn dần lên tôi biết yêu cô ấy, gái ấy có mọi điều mà người đàn ông ao ước, một cô gái tốt. Thế nhưng tôi lại nhàm chán với cuộc sống trôi qua, và điều cần đến cũng đến, tôi nghĩ mình nên kết thúc. Hôm ấy cô ấy chỉ nhẹ gật đầu và tôi quay đi, trở về với những thú vui cùng chúng bạn. Tôi nào ngờ cô ấy khóc thật nhiều. Người ta hay bảo cuộc đời có nhân quả, tôi tin nó đã báo ứng lên tôi. Những nỗi đau ngày xưa đã dạy tôi hiểu thế nào là cuộc sống. Đến một ngày tôi bị đánh, lần đầu tiên tôi cảm nhận vết đâm xé da thịt là như thế nào. Tôi sợ khi thấy cây kim bé xíu chuẩn bị đâm vào để khâu vết thương cắt, cái vết cắt đang há miệng. Nước mắt tôi chảy ra trong khi vị bác sĩ lẩm bẩm: có xíu chứ gì. Hóa ra làm người khác tổn thương thì dễ, còn đối diện với vết đau của bản thân thật ám ảnh. Bước chân vào ngưỡng cửa người lớn tôi đã yêu. Cô ấy xinh xắn, giỏi giang và là ước mơ của bao người đàn ông. Tôi tin chúng tôi sinh ra là để thuộc về nhau và để chuẩn bị cho tương lai. Tôi lao vào học và làm việc. Đến khi tôi có đủ tiền thì hình ảnh cô ấy ôm người đàn ông xa lạ khác làm tim tôi tan nát. Ngày hôm ấy cô ấy ngượng ngùng thú nhận. Tôi nào ngờ nước mắt tôi không ngừng rơi. Rồi ngày hạnh phúc đến khi tôi cưới người tôi yêu và chúng tôi chào đón đứa con đầu lòng trong hồi hộp, lo lắng lẫn sung sướng. Nhìn cô ấy khóc nức nở với những cơn co thắt, lòng tôi như lửa đốt. Nước mắt chực trào ra để thay cô ấy chịu nỗi đau. Thế nhưng mỗi ngày con lớn là nếp nhăn cha mẹ dần tăng sau mỗi đêm con sốt, đánh vật với những con chữ, phép tính để dạy con học. Hóa ra, sinh con ra mẹ chịu bao đau đớn, nuôi con lớn cha mẹ hy sinh cho con thật nhiều, chứ đâu chỉ vài đồng bạc cho con ăn, con mặc. Có những nỗi đau chỉ bạn mới hiểu khi thật sự trải qua nó. Quả thật, cái câu mà đến khi làm cha làm mẹ mới hiểu được là cái đau khi sinh con, mới hiểu được là những đêm mà phải thức khuya nếu con bệnh, mới hiểu được rằng đi làm có mệt cũng không dám nghỉ, vì sợ con là thiếu thốn. Cho nên làm cha làm mẹ mới hiểu cái câu ấy thiêng liêng lắm. Vậy thì tại sao mà có những gia đình cha mẹ lại không hiểu? Tôi thắc mắc gì? Tại sao là cha mẹ lại không hiểu được rằng là đứa con của mình nó sẽ như thế nào? Sẽ thiếu vắng là người cha người mẹ nó như thế nào? Rồi cha mẹ không bảo vệ được cho nó là sẽ như thế nào? Rồi cuộc sống của nó, đứa thì bỏ học, đứa thì dính vào tệ nạn, đứa thì đàn đúng trai gái để rồi có con rơi con rớt khi tuổi còn nhỏ, đứa thì mất mạng như bé Vân An này. Đó là cái kết buồn cho những cái gia đình mà tan vỡ. Và tôi cũng nói một điều, nghiệp, cái câu chuyện vừa rồi nó có cái nghiệp ở trong đó. Các bạn gây ra cái nỗi đau với người khác như thế nào thì trong tương lai các bạn sẽ nhận được cái nỗi đau tương tự như vậy. Để các bạn hiểu, cho nên rằng là đó là những cái tôi trải qua và hiểu là tại sao tôi nói tin vào nhân quả và tôi sợ nhân quả. Cảm ơn vì đã xem video này. Hẹn gặp lại.